Nhà hoạt động môi trường Cao Vĩnh Thịnh lại bị chặn xuất cảnh tính đến từ Việt Nam. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, lực lượng an ninh cộng sản ở phi trường quốc tế Nội Bài đã bắt giữ nhà hoạt động môi trường Cao Vĩnh Thịnh vào lúc 7:30 sáng ngày thứ Năm khi cô đang làm thủ tục xuất cảnh để đi du lịch ở Bangkok, Thái Lan. Theo nhóm Kesanrintis, nơi cô là thành viên chủ chốt, thì trong tin nhắn cuối cùng gửi bạn bè trong nhóm, Thịnh cho biết sĩ quan của Bộ Công an đang đến đưa cô đi. Theo thông tin từ an ninh phi trường, thì Cục An ninh Nội địa của Bộ Công an đã bắt giữ cô vì vẫn chưa làm việc xong với cô sau vụ bắt giữ hôm 27 tháng 3. Đây là lần bắt giữ cô thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng. Trong lần thứ nhất vào ngày 27 tháng 3, cô bị tịch thu máy xách tay, điện thoại và giam giữ, câu lưu một ngày để tra hỏi về bộ phim Đừng Sợ, một bộ phim về chủ đề xã hội dân sự do nhóm Cây Xanh sản xuất. Cao Vĩnh Thịnh là thành viên nòng cốt của nhóm Cây Xanh. Ngoài việc hoạt động rất tích cực trong vấn đề bảo vệ môi trường, cô còn có hai cửa hàng Zero Waste ở Hà Nội, cổ suý tiêu dùng thân thiện với môi trường. Cô cùng một số thành viên khác của Green Trees viết bản báo cáo tổng quan thảm họa môi trường biển Việt Nam 2016, nói về thảm họa do Formosa gây ra ở miền Trung và làm bộ phim tài liệu lần đầu tiên về xã hội dân sự ở Việt Nam mang tên Đừng Sợ. Sau khi báo cáo về thảm họa Formosa được công bố vào tháng 10 năm 2016, cô Thịnh cùng hai thành viên khác của nhóm Green Trees bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào Đài Loan. Cô là một trong hàng trăm nhà hoạt động bị cấm xuất cảnh trong vài năm gần đây.